Máy bay của chúng ta bắt đầu bay lên. Màn hình nó hơi rung, mọi người xem thông cảm nha. Chúng ta đã bay lên bầu trời rồi. Mình sẽ để cho mọi người săn mây ngắm cảnh bầu trời từ trên máy bay.
Chúng ta đã săn mây trên bầu trời bằng máy bay rồi. Mời mọi người xem tiếp video sau. Chúng ta bắt đầu hạ cánh.